Vâng, xin chào anh chị các bạn, chào mừng anh chị các bạn quay trở lại với series video Business Marketing Vlog. Và hôm nay thì đội ngũ của chúng tôi đã chuẩn bị cho các anh chị và các bạn một cái bài học liên quan đến phần bán hàng rất là kinh điển. Đó là 7 cái kỹ thuật để chốt đơn nhằm tăng cái đơn hàng thành công lên. Chúng ta chốt khách nào là gần như là được khách đó. Và ai cũng có thể áp dụng, đúng không? Ai cũng có thể áp dụng một cách dễ dàng và thành công. Đây là 7 cái kỹ thuật mà tôi đã áp dụng và đào tạo cũng như là nghiên cứu rất là nhiều các cái tài liệu để có thể giúp cho các anh chị các bạn tham khảo. Cái này thì các anh chị có thể áp dụng trong quá trình làm kinh doanh, bán hàng trực tiếp, bán hàng tư vấn qua Facebook, qua website vân vân, được chưa ạ? Vâng. 7 kỹ thuật chốt đơn thành công trong quá trình bán hàng. Tên tôi là Phan Anh. Là giảng viên đại học, chuyên gia về marketing. Với trình độ học vấn thì chắc là các anh chị cũng đã biết rồi, tôi tốt nghiệp MBA chương trình NIST Sophia Antipolis và thạc sĩ của Đại học Luật Hà Nội. Và tôi đã xuất bản 4 cuốn sách, và năm 2020 tới đây thì chúng tôi sẽ xuất bản rất là nhiều các đầu sách nữa. Hy vọng các anh chị có thể ủng hộ. Tôi đã có 50.000 người theo học trực tuyến trên các cái nền tảng giáo dục trực tuyến như là Edumo, Kina hay là Udemy hay là Unica, đúng không ạ? Từ năm 2008 tới nay thì tôi đã đào tạo cho hơn 4.000 học viên học offline trên toàn quốc. Vâng, và với 12 năm kinh nghiệm đào tạo và tư vấn thì tôi hy vọng là có thể chia sẻ với anh chị một số những cái nội dung trong các cái chương trình vlog của chúng tôi hoặc là các khóa học video của chúng tôi. Vâng, để không mất thời gian nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên thì chúng ta cần phải hiểu chốt đơn hàng là gì. Trong tiếng Anh nó gọi là closing deal, đúng không ạ? Closing tức là chốt, khóa lại, deal tức là cái thỏa thuận. Vâng. Và dịch ra tiếng Việt mình gọi là chốt đơn. Thế thì đây là cái khâu cuối cùng của một quá trình bán hàng. Nhớ rằng là nó chỉ là một khâu thôi nhá. Nó không phải là toàn bộ, đúng không ạ? Các bạn học một cái chương trình chốt đơn mà các bạn không có cái phần đằng trước, các bạn không chốt được đâu. Đấy. Cái khâu này là cái khâu mà khách hàng sẽ ra quyết định mua hoặc là thực hiện các hoạt động thanh toán tiền, đồng ý mua hàng, được chưa? Và có thể thực hiện trong bán lẻ trực tuyến, bán lẻ trực tiếp, gọi là C2C hoặc là B2C, hoặc là bán buôn trong doanh nghiệp, gọi là B2B, bao gồm là bán buôn trực tiếp hoặc là bán buôn trực tuyến. Đấy, thì chúng ta chia, nó sẽ có online, offline, chúng ta chia thì nó cũng có bán lẻ và bán buôn. Tiếng Anh người ta gọi là B2C và C2C. Còn tiếng Anh đối với ngành bán buôn gọi là B2B, business to business, đúng không ạ? Vâng, cái này thì tôi cũng hướng dẫn cho các anh chị những cái thao tác và những kỹ thuật đơn giản thôi, để các anh chị dễ dàng áp dụng và dễ dàng thành công hơn. Vâng, và nhớ rằng là chốt đơn là chúng ta không tính hoặc là chưa tính đến cái khâu trước đó của quá trình mua bán hàng. Thí dụ như là khâu tư vấn về giá, đúng không ạ? Hay là khâu gặp gỡ khách hàng, hay là những cái khâu tham khảo ở trên mạng, vân vân. Đấy, thì ta đang chỉ bàn mỗi một cái khâu đấy là khâu chốt đơn, được chưa ạ? Vâng. Kỹ thuật đầu tiên đấy là chúng ta phải thấu hiểu khách hàng. Vâng, trong tiếng Anh người ta gọi là inside customer. Inside tức là ở bên trong, cái ẩn chứa bên trong đó, thì khách hàng thực sự là người như thế nào, họ mong muốn ra sao, họ thích cái gì, họ sướng cái gì, họ cần cái gì, điều gì làm cho họ phê, điều gì làm cho họ cảm thấy sợ hãi, lo lắng, đúng không ạ? Và điều gì làm cho họ thay đổi cái quyết định mua hàng. Vâng, thì cái rất là nhiều các nghiệp vụ các bạn có thể làm để giúp đọc hiểu khách hàng. Các bạn có thể xem Facebook cá nhân của họ, xem website của họ, xem kênh YouTube của họ nếu có, xem Zalo của họ, đúng không ạ? Mình có thể xem xét tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, thói quen, hành vi. Chúng ta có thể dành ra một vài phút hoặc nhiều hơn nữa để chúng ta nghiên cứu về khách hàng, nghiên cứu về sở thích, nghiên cứu về khả năng tài chính, thông qua các hình ảnh, thông qua các video, thông qua cách nói chuyện, thông qua mối quan tâm, thông qua cách tương tác trên mạng xã hội là chúng ta có thể đoán được rất nhiều thông tin về khách hàng, đúng không ạ? Chúng ta có thể phân tích khách hàng thông qua câu hỏi của họ. Thí dụ người ta vào người ta hỏi giá, hay là anh chị ơi cho vui lòng cho xin hỏi giá, thì cái hai cái câu hỏi đấy đã thể hiện cái trình độ văn hóa, tuổi tác của hai cái khách hàng hoàn toàn khác nhau rồi. Hoặc là khách hàng người ta đặt câu hỏi như thế này, ví dụ như là tôi đi mua một cái máy tính MacBook, đúng không, thì tôi sẽ hỏi là bạn ơi, bạn vui lòng cho tôi hỏi là bên bạn
bán bao nhiêu tiền một cái MacBook bản Pro năm 2019 mới nhất, gọi là mình gọi là middle hoặc là late 2019. Vâng, màu xám, cấu hình 512GB, RAM là 16GB hoặc 8GB, đúng không ạ? Loại 13 inch thì có giá là bao nhiêu? Thì cái câu hỏi này cho thấy rằng là khách hàng họ đã thực sự muốn mua và khách hàng muốn tìm hiểu đúng cái sản phẩm đó. Và đây chính là những khách hàng cực kỳ tiềm năng mà các bạn có thể chốt đơn. Đó, như tôi phân tích đúng không ạ? Các bạn có thể thấu hiểu khách hàng thông qua cách là các bạn nhìn vào Facebook của họ, nhìn vào Zalo, nhìn vào website Instagram vân vân. Mình có thể đánh giá được họ là người như thế nào. Tất nhiên không phải là tất cả, nhưng mà chúng ta có thể đánh giá được một phần. Từ đó là chúng ta có thêm thông tin để chúng ta tư vấn cho khách hàng cho phù hợp, được chưa ạ? Tiếp tục ạ. Chúng ta sẽ xem là khách hàng thực sự thích điều gì, như tôi vừa nói, điều gì làm họ thỏa mãn, điều gì làm cho họ sướng, điều gì làm cho họ sợ hãi, và chúng ta phải xoáy sâu vào nỗi đau cũng như là sự sợ hãi của họ, đúng không ạ? Và điều gì khiến họ cảm thấy là mình có thể chạm vào trái tim họ, chạm vào cảm xúc của họ, điều gì khiến làm cho họ sẽ thay đổi suy nghĩ, thay đổi hành động để cái quá trình mua hàng nó trở nên diễn ra dễ dàng hơn. Đấy, thì trong tiếng Anh người ta gọi là customer insight, thì nó gồm rất là nhiều các cái vấn đề đúng không ạ? Như là yêu cầu này, request, hay là chúng ta phân tích khách thị trường này. Đấy, rồi thì chúng ta đánh giá các phản hồi của khách hàng này, rồi thì các cái thông tin để so sánh này, phân tích của khách hàng này, phân loại khách hàng này, lòng trung thành này, hoặc là những cái complaints, tức là những cái phàn nàn của khách hàng này, thì chúng ta sẽ hiểu được họ thật sự là cần gì, muốn gì. Được chưa ạ? Vâng. Và chúng ta cũng cần phải biết là ai sẽ là người ra quyết định mua. Vâng, ai sẽ là người thụ hưởng. Đôi khi người mua không phải là người thụ hưởng, bởi vì mình mua cho con mình chẳng hạn, hay mình mua cho chồng mình chẳng hạn, đúng không ạ? Ai sẽ là người gây ảnh hưởng? Ví dụ như bà vợ mua hàng nhưng mà ông chồng là người quyết định, và ngược lại. Một số ngành hàng thì ông chồng mua nhưng bà vợ là người quyết định. Đó. Thí dụ như là tôi có một cái chị học viên, chị đi học. Thế thì trước khi mà chị quyết định là chị sẽ mua hàng, thì chị còn chia sẻ tâm sự là chị rất là muốn đi học nhưng mà sợ chồng không đồng ý. Thì chồng cũng hơi bảo thủ, rồi chồng cũng nghĩ rằng là đi học thế vô bổ, chả có tác dụng gì, công việc kinh doanh đang tốt, vân vân. Rồi, thế thì khi mà khách hàng người ta nói ra điều đó, thì mình hiểu rằng là cái người gây ảnh hưởng là người chồng, và rất là có vai trò quan trọng, bởi vì người vợ đã đồng ý đi rồi, nói như thế là người ta muốn rồi, người ta có tiền, người ta không có vấn đề gì rồi. Thế nhưng mà người ta không đi, người ta không mua hàng, bởi vì người ta sợ ông chồng. Vậy thì mình phải tác động vào ông chồng, mình phải trò chuyện, mình phải tư vấn, và mình chốt sale với ông chồng. Ông chồng ông ừ thì thậm chí bà vợ không ừ cũng phải đi. Đó, và mình chốt sale cả hai người xong thì là rất ngon lành. Đấy, thì lúc đó thì chúng tôi đã gọi điện tư vấn cho ông chồng. Anh làm rất là giỏi, anh rất là thành công, doanh nghiệp của anh rất là đáng ngưỡng mộ, đúng không ạ? Cái bán hàng online bây giờ nó rất là tốt. Thầy Phan Anh thấy là dạy về kinh doanh online, thầy có cam kết cho mọi người và giúp cho mọi người có thể bán hàng rất là tốt qua các cái kênh. Mình hiểu về khách hàng, mình chạy quảng cáo, mình làm fanpage, mình làm web, vân vân. Mình ca ngợi ông chồng lên, mình ca ngợi cái tài năng lên, mình ca ngợi cái hoạt động kinh doanh của cái doanh nghiệp đấy lên. Và thực tế là như vậy, và ông chồng nghe xong thấy rất hợp lý, và ông chồng động viên vợ đi học. Thế là cởi mở cả tấm lòng. Thì đấy chính là cái mà mình đã chốt đơn đấy. Đúng không ạ? Mình đã chốt đơn và chốt đơn thành công đấy ạ. Bởi vì sao? Mình thấu hiểu khách hàng. Mình thấu hiểu ai là người mua, ai là người thụ hưởng. Trong trường hợp này, chị vợ là người mua, chị vợ là người thụ hưởng, nhưng anh chồng lại là người gây ảnh hưởng. Có những trường hợp mà mua bảo hiểm cho con, đúng không ạ? Chị vợ là người mua, người thụ hưởng là con, nhưng ông chồng là người gây ảnh hưởng. Cho nên lúc đấy mình cũng vẫn phải tác động đến cả hai người. Đó. Thì chúng ta cần phải thấu hiểu, bởi vì khi chúng ta thấu hiểu khách hàng thì gần như chúng ta đã chiến thắng đến 50% rồi. Chúng ta cho họ những thứ mà họ cần, gỡ, giải giải tỏa, gỡ bỏ những cái mà họ đang lo lắng, thì họ sẽ ok. Cái kỹ thuật số 2, chúng tôi gọi nó là đưa ra những thỏa thuận không thể từ chối. Trong tiếng Anh nó gọi là deal, đúng không? Closing deal. Deal tức là các thỏa thuận. Vâng, thực chất mua bán đây là các cuộc thỏa thuận mà thôi. Tôi đồng ý mua cái này với giá tiền như thế này, với thời lượng như thế này, đúng không? Vâng, ví dụ như là họ sẽ quan tâm đến vấn đề về giá, thì mình sẽ nói về sản phẩm của mình tốt như thế nào và tại sao đó là có giá tốt và là một món hời. Ví dụ như họ quan tâm đến chất lượng
thì mình sẽ nói về sản phẩm và dịch vụ của mình phức tạp như thế nào, làm thế nào để sản xuất ra được một cái sản phẩm như vậy, đòi hỏi rất nhiều công, những cái nguyên liệu nó rất là cao cấp, những nguyên liệu nó rất là tốt, đúng không ạ? Vâng, ví dụ như là cát là phải lấy từ sa mạc, tất nhiên cát thì lấy ở sa mạc rồi, muối thì lấy từ đại dương, đúng không ạ? Vâng, tất nhiên muối là lấy từ đại dương rồi. Đấy, thế thì câu chuyện như vậy là chúng ta sẽ hiểu rằng là chúng ta nói để cho nó hay hơn và chúng ta khác biệt như nào, vượt trội như nào so với đối thủ, được chưa ạ? Và nếu như mà khách hàng lo lắng, đúng không ạ, thì chúng ta phải đưa ra cam kết, chúng ta phải cam kết thật nhiều và làm nhiều hơn cam kết, cam kết phải thật, được chưa ạ? Rồi, các bạn cần phải là một người bán hàng thì cần phải đưa ra rất là nhiều các cái deal hay là các offer để cho khách hàng, và làm theo phương pháp là nhả dần đều. Mình không bao giờ cho khách hàng một phát tất tay ngay, bởi vì vốn dĩ khách hàng luôn luôn tham lam và cảm thấy dễ dàng, hoặc là họ cảm thấy là ồ như vậy thì tôi cảm thấy như thế là hình như là họ cho tôi rất là dễ và họ còn nữa, đúng không ạ? Chưa phải là thỏa thuận tốt nhất, mặc dù là mình đã bảo là mình cho hết rồi, cho tất tay rồi, đúng không ạ? Thế nhưng mà người ta không tin. Vậy thì cần phải có nhiều thỏa thuận và đàm phán với khách hàng theo phương pháp là nhả dần đều ra, cho từng ít một, và cảm thấy rất là khó khăn nhưng vẫn không được làm cho khách hàng nản chí, được chưa ạ? Tôi sẽ kể với các bạn một câu chuyện mua xe mẹt của anh bạn tôi. Thế thì anh ấy cũng là một chủ doanh nghiệp chuyên về sản xuất bán hàng, anh ấy trực tiếp anh cũng đi sale. Anh ấy ra cửa hàng, anh đi lượn tất cả các chỗ anh ấy bán. Sau đó thì anh ấy đến một địa điểm, đúng không? Sau đó anh ấy hỏi chính sách. Thế là nhân viên bán hàng ở đây, khách hàng đây rồi, nhân viên bắt đầu bảo là bên em có chính sách chương trình như này. Rồi xong, anh lại đi về, anh không nói gì cả. Hôm sau anh lại quay lại, anh bảo bên kia người ta cho tốt hơn, đúng không ạ? Thế là sau đó bạn nhân viên này tiếp tục muốn giữ khách, lại nhả tiếp, nhả tiếp, nhả tiếp. Anh ấy vẫn chưa mua, anh ấy đi về, đúng không ạ? Anh ấy đùng đỉnh một thời gian, sau đó anh lại quay lại. Anh bảo nhưng mà bây giờ em chưa tốt, giá như thế chưa tốt, khuyến mại như thế chưa tốt, em phải làm thế nào để tốt hơn nữa cho anh đi. Thế thì lúc đó thì bạn ấy bắt đầu bảo thôi đây này, em cho anh hết đây này, khuyến mại này, tặng cái này tặng cái kia này, thêm cái này thêm kia, giảm giá hết sức rồi, nếu mà anh không mua nữa thì em chịu, em hết rồi. Thế thì anh ấy bảo là bây giờ em cứ cho anh hết tất cả các cái quyền lợi của khách hàng mà sale có thể cho được, thậm chí xin lên cái mức là của trưởng phòng giám đốc cho anh, thì anh sẽ cho em một cái số tiền ở bên ngoài, anh vẫn tặng em một cái số tiền là 10 triệu đồng ở bên ngoài, còn cái phần chính sách của doanh nghiệp thì anh cho em cho anh hết. Thế và bạn ấy cũng thấy hợp lý và bạn ấy đã xin toàn bộ cái chính sách tốt nhất cho khách hàng. Và đến lúc mà sau đó anh ấy mua xong cái xe thì bạn nhân viên bán hàng đã nói rằng là anh có thể cho em biết là anh làm nghề gì không, mà em không thể đàm phán được với anh bởi vì anh toàn đàm phán ở thế chiến thắng, đúng không? Thế anh mới cười, anh nói là anh cũng làm nghề giống em, tức là anh ấy cũng làm sale. Thì cái kỹ thuật ở đây là kỹ thuật đàm phán, phải nhả deal dần dần. Đấy, thì cuối cùng là dạ, trong trường hợp này thì khách hàng đã chiến thắng. Nếu bạn là sale thì bạn phải hiểu điều đó, được chưa ạ? Thứ ba là khách hàng luôn luôn quan tâm đến giảm giá. Thì trả lời cho câu hỏi là chúng ta giảm giá hay không giảm giá, thì chúng ta cũng cần phải có các kịch bản cụ thể, trong chính sách cụ thể. Trong một số tình huống mình sẽ nên giảm giá và trong một số tình huống thì không nên giảm giá. Chứ nó không có công thức chung là giảm hay không giảm. Và giảm thì nên có kịch bản cho phép giảm dần 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 dần. Và nên giữ giá, đàm phán nên giữ giá hoặc giảm một chút thôi. Nhưng mà tăng cam kết, tăng lợi ích, tăng giá trị, tăng quà tặng lên thay vì giảm giá. Thì tôi vẫn nghĩ như thế là tốt hơn rất nhiều, đúng không ạ? Vâng. Tất nhiên giá là một vấn đề nhạy cảm mà bất kể một khách hàng nào họ cũng đều luôn luôn check giá. Họ đều luôn luôn đánh giá bởi giá. Thế nhưng mà giá không chênh nhau quá nhiều mà dịch vụ chất lượng thương hiệu tốt hơn thì rất là quan trọng, đúng không? Thứ ba là đúng người đúng thời điểm. Đây là một cái kỹ thuật rất quan trọng, đúng không? Nếu mà các bạn mà không đúng người, hoặc là các bạn không đúng thời điểm thì các bạn cũng không chốt được sale. Việc bán đúng người hay là đúng người bán, đúng người mua rất quan trọng, có khi còn nỗ lực hơn rất nhiều. Tôi kể một câu chuyện là bán xe cho tôi, đúng không ạ? Một bạn bạn ấy gọi điện cho tôi, bạn hỏi bán xe ô tô. Thì hồi đó là tôi điền form vào cái form mà họ chạy quảng cáo. Thế sau đó thì họ gọi tele sale,
Nhưng mà rất là đen cho cái bạn sale này. Đây là câu chuyện có thật. Bạn ấy gọi điện cho tôi khá là nhiều lần, khoảng 3-4 lần đều gặp lúc tôi bận. Tôi đều dập đi và không nghe máy. Mà tôi bận thật. Rồi ai đã gọi điện cho tôi thì biết là tôi rất là bận, đúng không ạ? Đi dạy, đi làm, đi tư vấn, làm video, viết sách, vân vân. Thế thì bạn ấy cảm thấy là có vẻ khách hàng này là kiểu như là điền thông tin vào vớ vẩn. Và bạn ấy đã buông ngay khách hàng trong 4 lần gọi điện, bởi vì gọi cho tôi đều bị tôi từ chối và không nghe máy. Nhưng sau đó bạn ấy đã quên một việc là bạn ấy không thiết lập cuộc hẹn, bạn ấy không lưu số điện thoại, không nhắn lại SMS cho tôi. Đến khi 1-2 tuần sau tôi rảnh thì tôi bắt đầu là nghĩ chuyện đi mua ô tô, thì tôi tìm bạn ấy thì không thấy, vì cái cuộc gọi đến nó rất là nhiều, chúng ta không thể biết được. Và sau đó thì tôi rất là tiếc không thể mua hàng cho bạn ấy. Tôi đã ra showroom mua và một ngày đẹp trời, một bạn ngồi ở showroom đã hưởng toàn bộ cái doanh số của cái chiếc xe đó. Tôi kể câu chuyện đó ra là một ví dụ cho mọi người thấy rằng đúng người đúng thời điểm và cái kỹ năng chốt đơn của bạn rất là quan trọng, đúng không ạ? Kể cả bạn không bán được hàng hoặc là như thế, bạn vẫn nên duy trì mối quan hệ, kết bạn Facebook, kết bạn Zalo với khách hàng, bảo khách hàng lưu số điện thoại lại. Đấy là việc cần thiết các bạn cần phải làm. Hay là một câu chuyện khác để mà nói về chuyện bán bất động sản cho thầy Văn Anh. Có một team cũng đến chào và bây giờ em muốn bán cho thầy cái dự án của Vinhome như này như kia, tư vấn xong xuôi hết, cho chiết khấu rồi. Đấy, thế sau đó thì thấy thầy Văn Anh ngại đi công tác một thời gian 2-3 tuần không thấy về, không thấy gặp, xong bắt đầu giãn ra không thấy gặp tiếp, đúng không ạ? Đến lúc mà thầy Phan Anh có tiền, vẫn dự án đấy, thầy Phan Anh đã chốt đơn với một bạn khác, đúng không ạ? Bởi vì rõ ràng là người làm sale đã khai phá đến 90% rồi, nhưng mà sau đó bạn nản thì người khác sẽ cốc mò cò sơi thôi. Cho nên ấy là qua cái kỹ thuật số 3 này, tôi muốn khuyên các bạn là đúng người đúng thời điểm rất quan trọng, mình phải đeo bám, mình phải có kỹ thuật, mình phải chăm sóc. Tất nhiên chăm sóc càng lâu thì càng tốn thời gian và chi phí. Nhưng có rất nhiều thứ chúng ta không thể chốt đơn ngay được nhá. Nó không phải như mớ rau, là chỉ việc là rau này non hay không, rau này bao tiền một mớ. Bảo là 2.000 thế thì 3.000 hai mớ, có mua bán không? Bán, lấy về xong luôn. Cái bất động sản, cái xe hơi, rồi cái những cái giá trị cao, đúng không ạ? Người ta sẽ cần nhiều hơn thời gian như vậy để người ta ra quyết định mua, thì chúng ta cần phải hiểu điều đó. Đấy, thì chúng ta mới tăng được tỷ lệ chốt đơn, được chưa? Thứ tư, kỹ thuật thứ tư đấy là chúng ta cần phải tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp và có kỹ thuật, kỹ xảo, đúng không? Bởi vì ngày nay khách hàng luôn muốn check mọi thứ trước khi mua, muốn thử, muốn đảm bảo rằng là mọi thứ họ đều biết một cách rõ ràng. Đấy, thế thì chúng ta phải luôn luôn online để hỗ trợ họ chat, tư vấn ở là trên website, hotline. Chúng ta cần phải tư vấn có kịch bản, có kỹ thuật, tư vấn mở, tư vấn nhiệt tình, tư vấn để cho họ có đầy đủ các thông tin một cách đầy đủ nhất, hữu ích nhất, được chưa ạ? Và để duy trì câu chuyện, rất nhiều bạn tư vấn sai lầm ở chỗ là đóng. Hỏi bao tiền? 300 nghìn, hết. Không còn gì để nói nữa. Thế thì 300 nghìn là đắt hay rẻ, đúng không? 300 nghìn, nhưng mà trước khi nói về 300 nghìn là cái áo này 100% cốt tông, may bằng tay, đúng không ạ? Đây là thương hiệu của hãng này hãng kia. Cái áo này bình thường nguyên giá của nó sẽ là 3 triệu, nhưng mà bọn em mua sale được bây giờ chỉ còn 300 nghìn thôi. Rất là đẹp, màu rất là nhã nhặn, rất là ấm áp, vân vân, kiểu như thế. Thế thì người ta mới thấy là 300 nghìn như thế là quá rẻ. Chứ còn nếu 300 nghìn không thể biết được đắt hay rẻ. Đấy, nhá. Thì mình nên tư duy mở ra, mình nên đặt các câu hỏi mở, thậm chí hỏi ngược lại khách hàng, luôn luôn dẫn dắt khách hàng theo lối là mình là người đặt câu hỏi chứ không phải là khách hàng, và mình là gợi mở cho khách hàng những cái câu trả lời mà mình muốn nói cho họ biết, đúng không ạ? Và đặc biệt là phải chăm sóc lại những khách hàng tiềm năng, chăm sóc lại những khách hàng cũ, được chưa ạ? Mình phải có các kỹ thuật bắt từ khóa, ví dụ như là khi mà khách hàng họ hỏi hỏi về sản phẩm, họ hỏi nhanh, hỏi nhiều, hỏi rục rã, hỏi kỹ, quan tâm đến giá, quan tâm đến khuyến mại, quan tâm đến giao hàng, quan tâm đến bảo hành, quan tâm đến so sánh giá, vân vân và mây mây, thì đây chính là khách hàng tiềm năng. Và mình phải năng với khách hàng lên, chăm chỉ lên, và mình tư vấn cho họ, mình lấy số điện thoại, mình telesale, mình gửi file, gửi tài liệu, mình hẹn gặp, đúng không ạ? Mình giao hàng tận nơi, mình cho họ xem thử, dùng thử ngay, thì như thế mới ngon, đúng không? Mình phải thấu hiểu tâm lý của khách hàng, đúng không? Mà muốn thấu hiểu tâm lý khách hàng, các anh chị có thể xem thêm cái video có tên là 15
quy tắc bán hàng đỉnh cao nhất mọi thời đại của Jack Ma rất là hay. Đấy, ví dụ như là bán cho người quen thì phải thế nào, bán cho người lạ phải thế nào, bán cho người vội phải thế nào, bán cho người giàu phải thế nào. Đấy chính là tâm lý của từng khách hàng nha. Rồi, cái phần tư vấn này tôi yêu cầu là nhiệt tình, chuyên nghiệp, có kỹ năng, có kỹ thuật, có kịch bản, đặt các câu hỏi mở, được chưa ạ? Nói về giá trị trước khi nói về giá. Đấy. Và bắt từ khóa tốt, và với mỗi từ khóa cần phải nhồi vào đầu khách hàng những cái thông tin cực kỳ tốt. Được chưa ạ? À, kỹ thuật số 5 tôi gọi nó là kỹ thuật tấn công phủ định của khách hàng. Khách hàng thì luôn luôn có sẵn trong người những cái sự từ chối, đúng không? À, sự phòng thủ, sự nghi vấn. Và một người bán hàng giỏi phải là một người mà tấn công, đúng không ạ? Phủ định lại tất cả những cái nghi vấn của khách hàng, để cho khách hàng hiểu rõ ngọn ngành, hiểu mọi sự việc, tăng cái sự kích thích đấy lên, đúng không? Họ lo lắng, gạt cái hết sự lo lắng đi. Họ bảo là giá đắt, nói cho họ biết là giá của mình rẻ, bảo là bảo hành ít, mình cho họ bảo hành nhiều, đúng không ạ? Thì khi mình cung cấp nhiều thông tin lên như vậy, thì họ có thêm thông tin, họ sẽ tự ra quyết định mua hàng. Bởi vì chúng ta không chĩa súng vào đầu khách hàng là mày phải mua hàng, mà chúng ta cung cấp cho họ thông tin, giúp cho họ hiểu và thuyết phục họ. À, những cái vấn đề lo lắng như vậy, những cái vấn đề họ nghi ngại như vậy, mình đều có câu trả lời rất thuyết phục, đúng không ạ? Như vậy thì họ sẽ có khả năng mua hàng cao, đúng không? Những vấn đề họ thường phủ định, họ thường từ chối đấy là gì? Tôi không có tiền, tôi không đủ tiền, tôi cũng đang nợ đầy đây này, tôi chưa sẵn sàng, tôi phải hỏi ý kiến vợ hoặc chồng tôi, tôi chưa có nhu cầu ngay, tôi đang nghiên cứu, hãy gửi email cho tôi nhé, tôi đang bận, gọi lại sau nhé, hôm nào gặp nhau sau, vân vân. Vâng, tất cả những cái đấy là những cái lý do phủ định. Vì vậy mình cần phải xử lý những cái này rất là tốt, đúng không? Không có tiền, đúng không ạ? Cái này không đáng bao nhiêu tiền cả. À, rồi thì có giải pháp cho vay, đúng không ạ? Giải pháp trả chậm, giải pháp lãi suất 0%, trả góp, vân vân. Chưa sẵn sàng cho dùng thử. Đấy, vân vân. Ví dụ như là hôm trước tôi, cách đây 2 năm tôi có mua một cái máy điều hòa không khí. Và tôi thì tôi rất là nghi ngờ về cái máy đấy, vì tôi không biết là máy nó có tác dụng không, chứ không phải là đắt. À, thì đấy chính là một cái vấn đề mà mình sẽ không chốt được đơn nếu như mình không xử lý được cái nghi ngờ này. Thế thì cái chị học viên của tôi, chị áp dụng rất là thành công cái chiều mà tôi dạy, đúng không? Chị nói là hàng của em bán 10 năm nay là rất là tốt, thầy yên tâm. Em không lừa gì thầy cái máy này mấy triệu cả. Thế bây giờ như thế này để cho thoải mái nhá. Thầy cầm cái máy này về, thầy dùng. Đấy. Và nếu như mà trong quá trình sử dụng mà thầy không thích nữa, thầy có thể trả lại cho em không lấy tiền, coi như em cho thầy mượn. Và nếu như mà thầy thích, thầy sử dụng 1 năm, 2 năm, lúc nào thầy nhớ ra thầy trả tiền em cũng được. Và tôi thề với anh chị, đấy là câu chuyện có thật. Và họ đã bán cho tôi cái máy điều hòa không khí, không phải cái máy lạnh đâu, mà cái máy mà chị gọi là xử lý bụi mịn BM 2.5, cái máy lọc không khí, mình hay gọi là cái máy lọc không khí đấy. Thì cái câu chuyện như thế là, và tôi thấy rất hợp lý, người ta quả quyết là sản phẩm chất lượng, người ta quả quyết là mua như thế. Thế là tôi bảo vâng, thế thì chị chuyển cho tôi. Thế tôi mua về tôi dùng thì ra tôi cũng thấy ok, nó cũng bền bỉ. Thế thì sau đó thì tôi nhớ ra và tôi chuyển tiền cho chị. Đó, đấy là cách bán hàng. Tất nhiên, không phải ai mình cũng sẽ bán được như vậy, phải là những người quen, những người uy tín, những người mà mình biết. À, và tôi thấy là sau khi tôi mua xong thì tôi mua thêm mấy sản phẩm nữa. Tôi thấy rất là tốt, giá lại rất hợp lý mà người ta cam kết mạnh mẽ như vậy. Phủ định luôn, thầy nghi vấn phủ định luôn, đúng không ạ? Thầy không phải là thầy không có tiền để trả, thầy đang lăn tăn phủ định luôn. Thế là mình tấn công được cái điều đấy là khách là chốt ngay lập tức, không thể chạy đâu được, đúng không? Và tất cả các ví dụ tôi kể với các bạn đều là ví dụ rất là có thật và rất là kinh nghiệm của học viên và của khách hàng của tôi. Đấy, à, cái kỹ thuật số 6 đấy là kỹ thuật mà chúng ta đặt các câu hỏi một cách rất là khéo léo. À, ví dụ như là coi rằng là khách hàng đã mua hàng. Đấy. Ví dụ như là chị sẽ lấy 2 sản phẩm chứ. À, ngày mai em có thể giao hàng cho anh được không? Đúng không? À, rồi thì anh sẽ lấy combo như này nhé. Em sẽ giảm cho anh 15%. Ừ. Tức là mình một cách rất là tự nhiên mình hỏi khách hàng. Mình đặt câu chuyện, mình đặt câu hỏi tư vấn. Và mình giống như là một cái lời khẳng định là họ đã ngầm hiểu là họ đã mua hàng. Thì như này mình sẽ dẫn dắt khách hàng vào một cái việc là họ đã mua rồi. Đúng không? Tất nhiên cái này là dành cho những cái sản phẩm rẻ hoặc không quá đắt. Còn bất động sản ô tô thì không thể nào bạn sẽ lấy 2 cái chứ, đúng không ạ? Hay là bạn sẽ lấy 2 căn chứ, đúng không? Thì cái đấy phải dành cho những khách hàng rất đại gia.
Nhưng nên đặt những câu hỏi như vậy, nên đặt những câu hỏi rất chắc chắn và những câu hỏi mà theo cách là chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ rất là khôn ngoan, được chưa ạ? Vâng, kỹ thuật đặt câu hỏi. Rồi thì lúc mà chúng ta trò chuyện, chúng ta phải tạo cảm giác tin tưởng, từ tốn, giải quyết tất cả những cái câu hỏi của họ một cách thuyết phục, đúng không ạ? Rồi trang phục, tất cả mọi thứ của chúng ta đều rất là chuyên nghiệp, tạo lòng tin, giọng điệu phải nhẹ nhàng, ấm áp để tư vấn nhiệt tình và chốt đơn. Khi chốt đơn thì chúng ta cũng cần có các cái các cái dịch vụ hỗ trợ ngay lúc đó. Chúng tôi gọi là cái kỹ thuật số 7 là các cái dịch vụ hỗ trợ ngay lúc đó. Ví dụ như thanh toán, không đem theo tiền mặt thì có máy cà thẻ có thể chuyển khoản cho em. Mở điện thoại, mở máy tính ra cho vào luôn. Không để cho họ một cái cơ hội nào để họ từ chối, đúng không? Không đủ tiền có thể có phiếu đặt cọc, có hợp đồng đặt cọc ngay. Đấy, hay là giao hàng dùng thử luôn. Đấy, rồi cam kết hoàn nhận nhận trả đổi trả trong 7 ngày, 15 ngày vân vân. Thế thì người ta không thể nào người ta thoát được. Chúng ta xây dựng những cái chính sách bán hàng tốt như vậy, đúng không? Không có chỗ để chúng ta cho mượn kho, đúng không ạ? Không có chỗ để chở hàng, em sẽ ship đến tận nhà luôn. Đấy. Và cuối cùng là nếu như họ vẫn không mua thì chúng ta vẫn nên tiếp tục hỗ trợ họ, duy trì mối quan hệ với họ. Đừng có họ nói không mua phát quay mắt 180 độ thì tự dưng là mình bị mất đi cái sự thiện cảm của khách hàng, bao nhiêu nỗ lực của mình trước đó. Họ không mua khi này, họ có thể mua khi khác. Họ không mua lần này, họ mua lần khác, đúng không ạ? Họ không mua, họ có thể giới thiệu cho bạn của họ, bởi vì bạn đã làm việc rất là tốt, được chưa ạ? Vâng, hãy hiểu rằng là bạn đưa cho khách hàng thêm thông tin để họ ra quyết định mua, đúng không ạ? Chúng ta vẫn tiếp tục tư vấn, vẫn tiếp tục chốt đơn như bình thường, và duy trì mối quan hệ qua Facebook, qua Zalo, qua số điện thoại. Và nếu họ đã mua hàng rồi thì chúng ta có thể chăm sóc khách hàng sau bán một cách tốt để họ tái mua. Và cuối cùng thì tôi khuyên các anh chị và các bạn, nếu như các bạn là những người làm sale trực tiếp tại shop, tại cửa hàng, hay là sale B2C, B2B, đi làm hàng, đi bán hàng, đi gặp khách hàng, hay là sale bất động sản, ô tô kiểu như vậy, thì các anh chị các bạn có thể tham khảo cái khóa học King of Sale của tôi. Là một cái khóa học dài gần 70 video bài học, mỗi bài học tầm 30 phút như thế này, rất là kỹ, rất là công phu. Thì tôi muốn nói với các anh chị và các bạn như vậy, dạy các bạn rất là kỹ các bước. Đấy. Một bộ video như thế không đáng mấy tiền cả, chỉ có tốn vài trăm ngàn thôi. Thì các bạn nên mua bộ đó để học, và tôi khẳng định các bạn sẽ không thất vọng về lượng kiến thức cũng như là kỹ năng trong đó cung cấp. Các bạn tưởng tượng đi, gần 70 bài học và nhân với 30 phút một bài, các cái kỹ năng bán hàng trong nhiều năm tôi tích lũy và trong hàng trăm cuốn sách mà tôi đã đọc, và hàng nghìn các khách hàng mà tôi đã tư vấn. Nếu mà các anh chị cần mua cái bộ video này, nó chỉ có mấy trăm ngàn thôi, một khóa rất là rẻ, thì có thể liên hệ với tôi hoặc là lên Edumo, lên Kina, lên Topica, lên Udemy để các bạn mua. Vâng, nếu các anh chị và các bạn thấy cái video này hay thì hãy sub kênh cho chúng tôi, hãy chia sẻ những video này và hãy thảo luận cùng với chúng tôi để chúng ta có thể được trao đổi, được học hỏi lẫn nhau và giúp nhau kinh doanh, giúp nhau bán hàng thành công hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo.